ngõ cụt của Cindy. Xin mời Cindy viết. Mày sập đo thật to là một người đang vừa cuối cùng rồi, come on. Cặp khỏe, 2012. Hãy làm lên đây. OK, rồi bao nhiêu? Có sự khác biệt. Dân chơi thì có sự khác biệt với hai dân chơi bạn này. Chạy bó tay cho biểu ơi. Nhưng mà em đã bị khỏa lấp bởi vấn đề diễn xuất và em rap. Ở dưới đây nghe được nghe không? Nghe không được không không? Thì đó rất là bất lợi cho phần thi của em. Bạn có hai khuyết điểm. Thứ nhất là phần diễn xuất của bạn thì mình nghĩ bạn nên phân biệt được mạnh với lại chắc. Các động tác của bạn, bạn quơ rất mạnh nhưng mà nó hơi quờ quạng mà không? Thì bạn nên động tác của bạn nên chắc hơn xíu. Và cái thứ hai là cái nội dung của bạn nó cũ rồi. Chịu mà nhanh mấy cái đó. Và những lời hát bạn có hiện tại thì nó rất là ngon nghe. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Yeah. Và đó là người cuối cùng.